Công ty trách nhiệm hữu hạn hợp tác toàn cầu GCC cho thuê căn hộ dịch vụ tại phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Căn hộ có diện tích 72m2, gồm một phòng khách, hai phòng ngủ, hai phòng vệ sinh và phòng ăn với đầy đủ dụng cụ nhà bếp. Nơi đây là điểm dừng chân hoàn hảo khi đi du lịch cùng gia đình hoặc bạn bè. Hộ nằm trong khách sạn Novotel thuộc tập đoàn Akaari của Pháp. Vì vậy, khi tới đây, quý khách sẽ được hưởng các dịch vụ đạt chuẩn quốc tế như quán bar, nhà hàng, phòng gym, phòng sông hơi hay khu vui chơi cho trẻ em. Căn hộ có cửa sổ hướng về mặt đường Duy Tân, không gian thoáng mát, yên tĩnh và thanh bình, thích hợp để nghỉ ngơi thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Căn hộ nằm cách trung tâm thành phố 15 phút di chuyển bằng ô tô, gần các tòa nhà văn phòng, công viên nghĩa đô, công viên Cầu Giấy, các ngân hàng như Vietcombank, Techcombank, Agribank và TienPhong. Căn hộ cũng gần các nhà hàng sang trọng như nhà hàng Nhật Akaari, nhà hàng HABIT BBQ. Giá thuê $2,950 một tháng. Giá thuê đã bao gồm 1. Đầy đủ dụng cụ nhà bếp, máy pha cà phê, TV kèm dịch vụ truyền hình kỹ thuật số IPTV, hệ thống báo cháy, máy giặt và bồn tắm. 2. 5% phí dịch vụ và 10% thuế giá trị gia tăng. 3. Sử dụng nước ở mức tiêu thụ chung. 4. Mạng internet không dây. 5. 2 chai nước cho mỗi phòng mỗi ngày. 6. Dịch vụ dọn phòng hàng ngày trừ dụng cụ nhà bếp. 7. Phòng tập gym miễn phí mở cửa 24/7 cho khách ở tại khách sạn. 8. Miễn phí sử dụng phòng sông hơi, tắm hơi và bể nước nóng ngoài trời từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối. 9. Giảm giá 15% tại nhà hàng Food Exchange và Gourmet Bar. Không áp dụng cho đồ uống có cồn và các món ăn khuyến mại. Không áp dụng đồng thời nhiều chương trình giảm giá hoặc khuyến mại. 10. Giảm giá 15% đối với các dịch vụ giặt là và giặt khô. 11. Khu vực trẻ em tại sảnh mở cửa từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối. 12. Sử dụng thư viện và sân thượng. 13. Một chỗ để xe.